Rồi, đúng rồi. Rồi, tay để dưới này, nhắm mắt lại. Đầu óc của mình lúc này không suy nghĩ bất kỳ một cái gì hết. Thả lỏng cơ thể. Hít thật là sâu. Hít vô bằng mũi và thở ra bằng miệng. Đó, không suy nghĩ bất kỳ một cái gì hết. Lúc này tụi con sẽ thấy rất là thoải mái, dễ chịu. Tập yoga giúp chúng ta giảm cân. Tâm lúc nào cũng thoải mái. Và bây giờ chúng ta cùng nhau mở mắt ra. Mở mắt ra. Cái gì vậy? Quần phí công cả đêm tìm hiểu về yoga của Bảo Mẫu Bích Trâm, các bạn lại trốn hết sạch sành sanh. Bích Trâm phải chạy khắp nơi trong nhà trung để hướng nền giáo dục thể chất tích cực đến cho các bạn. Đúng là đáng thương cho bà mẹ trẻ của chúng ta. Đáng thương quá. Nhưng mà đùa tí thôi, chứ thực ra các bạn nhỏ vẫn rất thích môn yoga ngày hôm nay. Đúng không nào các bạn? Chúng ta sẽ làm tư thế gặp người. Rồi. Cố lên nào, môn yoga không phải ngày 1, ngày 2 mà tập được đâu. Cố lên nào. Khi mà tụi con tập thì cái căng, cái cơ chỗ này nè. Rồi, ôm cái chân mình nè. Để 15 giây, đưa hai cái chân lên. Móc ra cái tay này. 10 giây nha. 1 2 3 Cái chân như đàng hoàng vô. Đây. Hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng. Rồi sau đó đưa cái đầu lên. Đứng lên cái đầu tụi con ơi. Yeah, nó biết nha. Bạn nào nhảy đẹp tức là được một ly trà sữa. Lần đầu tiên thực hiện các động tác yoga, thấy thì dễ mà khó quá cơ, nên mình chuyển sang aerobic vậy. Món này có vẻ háo hức hơn nè. Gì? Em đang dạy tụi nhỏ làm gì vậy Trâm? Nhảy anh ơi. Cầu thủ mà đâu có cần phải dancer đâu, làm gì phải tập yoga tập nhảy. Cầu thủ người ta phải tập thể lực, chạy bộ, tập chân, tập đùi không kia. Thì em đem tập cho tụi nhỏ ta nhảy, tập yoga. Anh nghĩ sao vậy? Ai nói với anh là tập yoga không tốt? Tập yoga là vừa giảm cân nè, vừa dẻo dai nè, rồi tăng cường các cơ cho các bé nè. Muốn tăng cường cơ là phải tập bụng, chạy bộ, tập đạp xe đạp ở trong kia chứ ai tập yoga gì. Sao anh biết không hiệu quả? Bây giờ dám chơi với em không? Chơi gì? Chia đội ra. Đội tập yoga với lại cái đội tập gym của anh có thể ai mạnh hơn. Thi đấu nè, vô. Vô nè. Rồi, ok thôi. Anh gặp mày ơi. Ôi trời. Ôi trời ơi. Anh Sơn, em có chuyện muốn hỏi nè. Thì tôi anh đang đang biểu diễn. Không. Em hỏi anh vô ra đi, em tới trước, em hỏi trước anh. Em hỏi anh nè. Có. Cầu thủ là mình được tập yoga với lại aerobic không? À, hai đội đi đâu về và thấy thở của người sẽ. Em tập yoga và aerobic. Đội của em đi tập gym, chạy bộ và đạp xe đạp, tập chân và có nâng xa. Trong nghề chúng tôi, nghề võ, cả hai môn yoga bên này thì là gym và tập thể hình đều có thể khả năng trời. Về phần của thanh thức thì các cầu thủ bóng đá sẽ dành cái thời lượng tập sẽ nhiều hơn so với cái thời gian thư giãn, thời gian thả lỏng. Mình phải yoga. Thôi bây giờ nói nhiều là vất vả thắng bại rồi bây giờ.